Ngọc Anh và Hoàng Thắng xin được chào chú Ân đến từ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ạ. Dạ, tôi xin chào hai MC Hoàng Thắng và Ngọc Anh nha. Dạ, dạ. Vâng, chương trình xin được chào chú, một tính giả cũng rất là gắn bó với chương trình ạ. Tôi là Nguyễn Quốc Ân, là xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương. Dạ. Tôi không phải người Hưng Yên mà sao tôi lại có duyên với đài. Là việc cháu Ngọc Anh nhà bảo thế chú phải lòng đài Hưng Yên rồi đấy. Chú luôn luôn phải lòng đài Hưng Yên. Cái này đã biết rồi. Thế thì cũng xin giới thiệu với hai MC trẻ đẹp của đài phát thanh Hưng Yên. Đúng là cũng là hàng ngày thì chú vẫn nghe đài Hưng Yên, thế nhưng mà sáng nay thì nghe đến ngày 28/6 là ngày gia đình Việt Nam. Thế cho nên là chú cũng mạo muội là có bài thơ về gia đình. Dạ, thật tuyệt vời ạ. Dạ. Có phải tặng riêng cô không ạ? Có, không riêng, nhưng mà có cô ở trong đấy. À vâng, có lồng ghép hình ảnh của cô và bài thơ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Dạ. Thế thì là tôi đặt bài thơ có tựa đề là thơ vui gọi vợ là bồ. Vâng, dạ, tuyệt vời, dạ. Cháu mời chú. Thế tôi xin đọc nhé. Dạ. Chú. Dạ. Tôi lay gọi vợ là bồ, có nghe rõ không đấy? Dạ, rất rõ chú ạ. Rồi, tôi lay gọi vợ là bồ. Có người cười nói bảo ông rồ hay sao? Riêng tôi lại nghĩ tự hào. Cái bồ đừng thóc từ phỏ Lào lấy tôi. Bố mẹ cho ở riêng rồi, gạo tiền cơm áo vợ thời giữ cho. Cuộc sống dù đói hay lo, vợ chồng chia sẻ để cho thuận tình. Sinh con trai gái của mình, nuôi dạy ăn học, trưởng thành lớn khôn. Mỗi đứa một cành câu cơm, đói lo sướng khổ, sớm hôm có nghề. Xong rồi gia thất yên bề, các con chính cháu đề hòe đông vui. Các cháu gọi ông bà ơi, có con có cháu tuyệt vời gì hơn. Sớm hôm sum họp đoàn viên, cuộc sống ổn định bình yên sớm chiều. Gia đình hai tiếng thân yêu, bao nhiêu gắn bó sớm chiều cùng ta. Nơi ngọt bùi chia hưởng thành công, khi gian khó sẻ chia thất bại. Nhắn gửi mọi người ta nhớ mãi, đất mẹ nghèo nơi cắt rốn chôn rau. Gia đình đùm bọc thương nhau, vui buồn sướng khổ trước sau chung lòng. Qua rồi tuổi trẻ long đong, tuổi già bóng xế vẫn không quản gì. Ở riêng lần hai xa chi, vợ chồng già ấy ta thì thương nhau. Mỗi ngày ba bữa cơm rau, ông bà chăm sóc lẫn nhau cùng cười. Ốm đau bệnh tật ở đời, cái bồ đừng khóc là người chăm no. Vậy chẳng ai phải cằn cò, gọi vợ yêu ấy là bồ đúng không? Rất hay chú ạ. Một bài thơ với thể thơ lục bát rất là có vần điệu. Nói về tình cảm vợ chồng gắn bó yêu thương đúng không ạ? Rồi chú đọc tiếp nhá. Dạ. Mọi người nghe dễ cảm thông, chúng sang phấn khởi mở lòng cười luôn. Cho dù nắng xả mưa tuôn, tuổi già ta vẫn sống xuân khỏe mài. Cổ Bì yêu quý của ta, quê hương yêu dấu tuổi già mãi yêu. Thế đấy à, vì là thôi ngày gia đình là tế bào của xã hội, cho nên là gia đình có tốt thì xã hội ta mới tốt. Đúng rồi ạ. Tôi rất ngắn gọn như vậy thôi. Dạ. Rất là hay. Cô cháu ngồi bên cạnh phản ứng thế nào hả chú? Cô có lẽ đang cười sặc lên rồi. Bài thơ với tựa đề là hôm nay gọi vợ là bồ phải không ạ? Vâng. Bài thơ vui. Dạ. Gọi vợ là bồ. Dạ. 8/6. À dạ. Vâng. Bài này chú viết lâu chưa hả chú? Chú nói thật với Ngọc Anh là chú viết từ năm ngoái 28/6 2023, nhưng mà chưa có thời cơ để báo cáo trước công luận thì hôm nay mới. Vâng, hôm nay ngày chúng ta công bố bài thơ. Dạ vâng, trong một năm. Dạ. Cảm ơn chú Ân và hy vọng là chú Ân sẽ tiếp tục có những bài thơ như vậy, những bài thơ rất là dí dỏm, hài hước và mang theo nhiều ý nghĩa để gửi tặng cho các thính giả trên sóng của Đài Hưng Yên chú nhé. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn anh MC thế, và chúng tôi cũng có cái ý kiến là tinh thần là nghe Đài Hưng Yên suốt ngày suốt đêm rồi thì cũng thấy là Đài Hưng Yên của mình ấy là nó rất
gần gũi với mọi người. Các biết gì ạ? Dạ. Đây vì chúng tôi nghĩ là đây là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với đây chính vì chính giả gần xa mà chúng tôi thấy rất là gần gũi và rất chân chất. Cho nên là xin với danh nghĩa cá nhân là xin kính chúc cán bộ và nhân viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên mạnh khỏe. Trẻ trung, trong trẻo, trơn tru, tròn trịa. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chương trình có thấy chú thích nghe bài hát bài ca thống nhất phải không ạ?